chung với cả cái ông sáng như này. Thì sau đó thì ta sẽ thấy được là cái ống sáo cần phải cắt ngắn hay là cần phải cưa dài đến bao nhiêu. Thì trước khi làm thì ta sẽ dùng một cái thước kẻ hoặc là dùng bàn tay, nếu quen sẽ dùng bàn tay kẻ một đường thẳng trên sáo. Thì cái kẻ thì nhìn xem là cái chiều nào của cái sáo đẹp, ví dụ như chiều này đẹp ta sẽ kẻ một cái đường thẳng chạy theo cái sáo này và bắt đầu đo từ mẫu sáo sang, đặt đuôi sáo trùng với cả đuôi của mẫu và vạch sang trước. Đầu tiên ta sẽ làm lỗ thổi, đầu tiên cũng vạch sang hai đường như này. Sau đó thì đến tiếp là khoan và khoét lỗ. Sau đó thì sẽ đặt cái cây sáo vào và để khoan một lỗ đi trước để khi quét thì dễ.